Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày mai ngày 29 tháng 7, Đà Nẵng tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 4. Theo đó, thành phố sẽ tổ chức tiêm chủng vaccine Moderna phòng COVID-19 tại 3 địa điểm là Cung Thể thao Tiên Sơn, Bệnh viện Ung Bướu và Bệnh viện Đà Nẵng. Trong đợt này, tổng số liều vaccine Moderna được Bộ Y tế phân bổ cho Đà Nẵng là 33.600 liều, được cấp 2 đợt để tiêm chủng đủ 2 mũi cho 16.800 người. Thời gian tiêm mũi 1 sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 và sẽ tiếp tục tiêm mũi 2 từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Đối tượng tiêm chủng đợt này gồm người làm việc trong các cơ sở y tế chưa tiêm chủng, nhân viên y tế đang làm việc tại các phòng khám tư nhân, lực lượng phòng chống dịch ở cơ sở y tế, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, người làm việc tại các khu cách ly, truy vết điều tra dịch tễ, tổ COVID-19 cộng đồng, tình nguyện viên, người làm trong cơ quan lãnh sự và lực lượng hải quan. Bên cạnh đó, những người cung cấp dịch vụ thiết yếu và các đối tượng nguy cơ cao tùy theo tình hình thực tế cũng được tiêm chủng đợt này.